Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu dây điện. Đó, đây là cái phần mà tất cả các thợ sửa xe người ta hay giấu nghề. Thì mình sẽ nói nguyên tắc từng màu của cổng dây điện đó là gì. Rồi đấu cái xi nhan như thế nào, đấu còi như thế nào. Rồi đấu đèn lái, đèn trước, đèn sau, đấu đề như thế nào. Chiếc xe này nó có đề. Thì mình sẽ nói từng phần ha, chia ra nhiều clip nhỏ để các bạn dễ coi. Chỉ bóp nguyên một cái dài rồi các bạn sẽ tìm kiếm những cái mục các bạn cần coi nó sẽ không có ha. Giờ trước tiên mình sẽ nói cái màu từng cọng, nó nói lên cái cọng gì trước. Rồi ở trong xe Honda thì các bạn lưu ý nhớ cái màu của nó quy định như sau. Mình nói từng phần một ha, nguyên cái đống này mình nói hết, có cọng nào mình nói hết. Rồi đối với cọng xi nhan á thì người ta quy định cái cọng cam là cái cọng bên tay ga. Đây cọng cam, đây cọng cam là cọng bên tay ga, còn cái cọng xanh này là bên trái, bên nút còi đó. Các bạn đấu như vậy, cọng này là bên tay ga, còn đây là bên còi, đó là xi nhan ha. Rồi xi nhan thì mình sẽ có 3 cọng. Rồi ở trong cái đống xi nhan thì nó sẽ có 3 cọng. Đây 3 cọng này là cọng nguồn xi nhan là cọng màu xám nha. Cọng nguồn xi nhan là cọng màu xám. Cọng cam là cọng xi nhan bên phải là bên nút tay ga. Màu xanh này mình coi như là màu xanh lá cây đi ha. Là bên trái là bên nút còi đó, đó là cọng xi nhan. Rồi dây màu đen là dây bình, mình chỉ nói riêng xe Honda thôi nha, xe Yamaha rồi xe Attila rồi khác, Suzuki và màu nó khác, mình chỉ nói xe Honda thôi. Xe cúp ha, màu đen là cọng dây bình, xanh sọc vàng là đèn sương mù, chúng ta bóp thì nó sẽ sáng ha. Này khi chúng ta dậm thắng này nó sáng đèn lái sao. Ở cái đèn lái sao khi chúng ta dậm thì đèn sương mù sao nha, đèn sương mù ở trong cái đèn lái, còn sương mù trước là cọng khác. Rồi tiếp theo là cọng màu vàng sọc đỏ là dây đề. Cọng dây đề thì nó sẽ đi chung với cọng dây mát, một cọng đề nó sẽ đi chung với cọng dây mát, hai cọng đi chung. Rồi đây là cọng sương mù trước là cọng màu đa nè, màu đa sương mù trước, màu đen là cọng dây bình. Rồi tới cọng xanh sọc đỏ là cọng đèn mo, xanh sọc đỏ là đèn mo đi chung với dây mát nha. Rồi tới cái núm bên đây, ở trong đây thì nó có cái cọng dây ổ khóa. Dây ổ khóa thì mặc định khi mình mua ổ khóa nó có cái chui đực, cái chui cái đó, cái chui đút vô là chui đực, còn chui được đút là chui cái đó. Giống như cu với chim vậy đó. Đây nghe tới đây là khoái rồi đúng không? Rồi là ổ khóa là xong. Rồi cụm bên trái là cái cụm bên còi đó các bạn. Cụm bên trái thì nó sẽ có xám là sương mù, dây xi nhan. Còn đây là cọng xi nhan ha, hồi nãy mình nói xi nhan rồi. Rồi còn lại mình sẽ có còi với công tắc. Còi sẽ có cái cọng dây xanh màu xanh này, xanh đặc chuối này nè, cái cọng mát này là còi đó. Còi nó sẽ có hai cọng, nhưng mà cọng còi này khi mà đi xuống dưới cái đầu còi á thì cọng xanh giữ nguyên, nhưng mà cọng này nó trở thành cái cọng xám nha. Rồi chúng ta còn lại ba cọng này là cọng đèn trước. Đèn trước thì mình sẽ có ba cọng, là một là dây nguồn đèn là cái dây mùng vàng là dây nguồn đèn, còn màu trắng với màu xanh là cốt pha ha. Thì tùy theo các bạn quy định lúc các bạn bật đèn á, bạn muốn quy định cọng nào cốt pha các bạn tự câu vô. Rồi đó là xong cái phần phân biệt màu của các cái cọng dây điện. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn câu đèn xi nhan ha. Ok, xin mời các bạn coi clip thứ hai chúng ta coi đèn xi nhan nha.